đối với lại một cái file Photoshop khi các bạn new, nó có rất là nhiều cái thông tin mà chúng ta sẽ phải quan tâm. Thứ nhất là tên, cái này quen thuộc rồi đúng không? Bất kỳ phần mềm nào chúng ta cũng có thể thấy được cái tên. Ví dụ như là mình cho là ví dụ 1. Rồi ở xuống dưới cái preset nè, là nó đưa ra các cái thông số cho bức ảnh của mình. Ví dụ mình muốn thiết kế một cái ảnh thẻ là 4x6 hay là 3x4 hay là bao nhiêu đó, thì chúng ta cho kích thước vô. Chúng ta muốn thiết kế một cái ảnh để mà dán trên tường thì có thể là 6x9 hoặc là 10x15 hoặc là 20x30 hoặc là 40x60, tùy các bạn muốn thiết kế, thì các bạn sẽ cho cái kích thước nào ở đây. Rồi một cái vị trí nào đó mà chúng ta thiết kế nó không phải là 40x60 mà chúng ta muốn dùng cái khung khác là 40x50 hoặc là 40x70 thì chúng ta sẽ cho kích thước. Còn chỗ này nó sẽ cho chúng ta một vài cái ví dụ, một vài cái ví dụ là chúng ta chọn default hoặc là cái trang theo chuẩn của Mỹ hoặc là trang A4 gì đó. Khi mà các bạn cài máy in mà với cái Photoshop mà các bạn cài đặt thì nó sẽ nhận diện, nó sẽ cho các bạn cài A3, A4, A5. Nó có thể là lấy cái kích thước theo cái file mình đang mở. Kích thước theo file mình đang mở. Giả sử thầy sẽ mở một cái file mới để cho các bạn thấy là nó sẽ tự động nó lấy kích thước. Đây, cái file này kích thước bao nhiêu mình chưa biết, nhưng mà khi mình chọn nó là begin jpg, chọn new, thì trong này nó cho phép mình tạo kích thước theo cái file begin jpg đó. Như vậy mình có thể tạo theo nó thì nó sẽ xuất hiện ở đây. File này có chiều rộng là 5 inch, chiều cao là 6.8 inch, ha, 5.4 và 6.8. Và độ phân giải là cái mà lúc nãy thầy nói là bao nhiêu người đứng trên một cái đơn vị đo độ dài. Thì chỗ này nó có là 72 pixel trên 1 inch. Tức là với một cái độ dài về khoảng cách là 1 inch thì cần 72 pixel để lưu trữ cái này. Như vậy với 1 inch vuông, tức là ngang 1 inch, cao 1 inch thì cần bao nhiêu pixel? Tổng cộng cần bao nhiêu pixel? Hả? Bao nhiêu các bạn? Nếu như mà mình cần cao là 72, chiều rộng cũng 72, là mình cần 5.184 điểm ảnh để lưu trữ cái file này. Đó, như vậy thì cái pixel này nó sẽ quyết định là file của các bạn có dung lượng lớn hay nhỏ. Một pixel sử dụng bao nhiêu bit để lưu? Như vậy chỗ này chúng ta thấy là lúc nãy là 72, bây giờ mình cho chỗ này là 1 inch, chỗ này là 1 inch luôn. Đó, 1 inch, 72 pixel trên 1 inch, 8 bit, được chưa? Như vậy thì mình sẽ làm lại cái phương trình này coi. 72 nhân cho 72 nhân cho 8 bit bằng đó, được chưa? Như vậy thì mình biết được là nó khoảng bao nhiêu bài. Thực ra lúc nãy mình không cần nhân 8 là mình biết được nó là bao nhiêu byte rồi. Đó. Rồi các bạn sẽ chia ra thành kilobyte. Các bạn sẽ tính được cái phần này. Về dung lượng,
Sau đó hệ màu, các bạn có rất nhiều hệ màu. Trong này nó có bitmap nè, có ray nè, RGB nè, CMYK nè, lab nè. Và trước đây thì theo các bạn một bức ảnh như thế này, photos môn học, một bức ảnh như thế này chúng ta gọi là ảnh gì? Ảnh này gọi là ảnh trắng đen đúng không? Nhưng đối với lại khi mà chúng ta học cái môn này xong thì cái ảnh như thế chúng ta không gọi là ảnh trắng đen. Ví dụ như vậy, bình thường thì chúng ta gọi ảnh này là ảnh trắng đen. Đây mới là trắng đen nè, là chỉ có trắng là trắng hoàn toàn, đen là đen hoàn toàn, chứ nó không có cái chuyện là cái màu khác. Như vậy ở đây chúng ta vẫn nhìn được bức tranh đúng không, nhưng mà nó được cái là nó sẽ cho mình là dày hay thưa các cái điểm ảnh, thì chúng ta sẽ có thấy đậm và nhạt. Đó. Còn cái bức ảnh này gọi là bức ảnh xám, xám gray. Bức ảnh này là bức ảnh gray. Đó, ảnh xám ha. Như vậy sau khi mà các bạn học xong, các bạn chú ý cho thầy, nó có khác nhau tí xíu giữa ảnh trắng đen và ảnh xám. Như vậy khi mà chúng ta chọn cái hệ màu để chúng ta quản lý, nếu như chúng ta muốn tạo ra một bức ảnh chỉ có màu trắng và màu đen thì chúng ta chọn bitmap. Còn nếu mà chúng ta chọn ảnh xám, tức là nó chuyển từ trắng sang đen, trắng sang đen, thì các bạn chọn gray, hoặc là chọn hệ màu đỏ, xanh dương và xanh xanh biển, blue ha, red, green, blue. Hoặc là nếu như các bạn chọn để in, làm một cái file để sau này các bạn in ấn, thì cái máy in công nghiệp thường người ta sẽ in theo 4 màu chồng lên nhau, chứ không có máy in mà nó in luôn. Thì thường là chúng ta sẽ chọn là máy in công nghiệp là nó in 4 màu ha, nó in 4 màu. Hoặc là chọn theo kiểu màu láp, chúng ta thường xài là RGB. Nền, khi các bạn tạo mới, các bạn chọn nền gì? Nền trắng hay là nền theo màu nền hay là không có nền, tùy chúng ta muốn làm gì. Chúng ta muốn làm gì, chúng ta chọn ban đầu như thế, nhưng mà sau đó chúng ta có thể thay đổi được, chứ không không phải là cứ chọn xong là khóa luôn. Chúng ta chọn có thể là trắng, có thể là màu nền, có thể là trong suốt, tùy chúng ta chọn. Rồi ok, chúng ta quan tâm đến đó là được. Nếu như cái reset này mà các bạn muốn lưu lại, chúng ta hay làm, ví dụ như là các bạn làm các cái biển thông báo, kích thước của nó là không giống ai hết, nhưng mà nhiều người đặt chúng ta làm, hoặc chúng ta làm thường xuyên, hoặc là những các bạn tên cho hội nghị, đôi khi là chúng ta muốn làm một cái gì đó đặc trưng cho tổ chức của mình, thì chúng ta nên lưu cái này lại, để sau này chúng ta cần thì chúng ta mở nó ra. Ví dụ như là ABC gì đó, chúng ta lưu lại. New Reset. Thay ABC là cái mà chúng ta mới lưu lúc nãy, tự động nó sẽ thay đổi theo cái này. Đó là về phần new, khi mà các bạn có một cái file ảnh mới. Được chưa nào?